Hello mấy bạn đã trở lại với mình là Hoàng Tú Vlog và không ai khác đó là anh Sang. Yeah. Thì hôm nay Tú sẽ trở lại với anh em một con xe hai thì huyền thoại hồi xưa. Đó là chiếc Nova. Đó. Đời này là đời thấp, là cái đời thứ rồi cái chiếc Nova của em đợt thời kỳ á. Là 201 hả? Đúng rồi, hai chiếc xe này thì nó giống nhau hoàn toàn luôn. Chiếc này chiếc kia nó giống nhau hoàn toàn luôn, chỉ khác nhau về phụ tùng với giấy tờ thôi. Còn cái em đời nó vẫn giống nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau là như thế thôi. Nó chỉ khác nhau là nó xe này nó ok hơn, xe này nó nhiều đồ hơn, xịn hơn, và xe này đẳng cấp hơn, còn xe kia thì bước vùi. Để okay. Liếu liều cái xe nha, liếu liều. Thì cái phần đầu tiên tôi hay review đó là cái phần bánh trước á mà đến với cái phần bánh trước thì mọi người các thứ để xuống đây tôi sẽ bàn về một cái gọi là một cái tổng quan về một cái bánh trước cho anh em coi. Tại đây cái nền thì anh Sang nhìn vô là biết nền gì không? Anh thua luôn á, nhìn ngon quá. Daytona. Thường thường Daytona là mắc tiền lắm, nó đỉnh, nó đẳng cấp đúng lắm rồi, đúng rồi. Mà cái này chỉ là nền Excel up Daytona thôi. Dán tem hả? Đúng như vậy, cà cái chữ Excel đi và dán cái chữ Daytona lên là đi cái màu giống Daytona luôn. Đúng rồi, cái giá nền này thì Excel nó theo cái thời giá chứ không bao giờ mà chính xác được một giá anh sao. Thì nó tầm là 1.7 triệu. Một cặp. Rồi cái vỏ đằng trước đó là cái vỏ bà mẹ nó giỏi này tên gì xì chứ không này chữ tờ hay chữ sờ thôi, giỏi Supreme Cayman đọc bảy ai biết anh gọi đến thấy gì đâu, đâu có chữ Dream đâu. Chữ này chữ gì cái tức quá rồi, tức đi học quên chữ nhà tên gì giỏi Speed ok cái Speed mấy in được thầy lãnh giỏi Speed được luôn á ok thầy lãnh xe giỏi là 60-80 thì ra cam Nova nè. Này là cam Nova này anh sao? Là cái tên này là cái cam, bộ cam này chuyên cho chiếc Nova luôn, ta gọi là cam Nova phải không? Đúng rồi, nó là cam Nova Zin. Là cam của xe Nova luôn. Nó sẽ mắc hơn mấy cái loại cam kia rất nhiều. Mình thích gắn xe nền gắn. Đúng rồi, tại vì nó chống xét. Với lại nó tốt, nó chắc hay gì đó. Chắc bền đúng không? Đúng rồi, cái bộ cam này á là nó tầm 800 mấy. Còn ôi là gần bằng cặp bánh luôn á. Đúng như vậy, là một bộ cam không. Rồi bắt đầu mới tới con heo nè. Okay. Con heo này thì không có xa lạ với em nữa, thì lúc này em chuyển qua con chơi con heo này rồi. Đó là con heo Fando 4 bit. Ôi, mà heo Fando 4 bit giá sẽ ngon hơn là con heo mà em thường hay đi, heo kia, heo gì, heo Rambo hả? Rambo 2 bit hả? Rambo 2 bit thì nó tầm 2 triệu mấy thôi. Còn con heo Fando 4 bit này thì nó là 4.8 triệu. Em chỉ ước lượng một cái giá như vậy thôi, có thể là nó hơn, có thể là nó thấp hơn. Tùy nơi và tùy thời điểm đúng không? Tùy nơi và tùy thời điểm, đúng như vậy. Cho nên anh thông minh, anh nhảy bén đi ta. Cái dĩa nè, cái dĩa này thì dễ nhất trên cái bánh này nè. Cái dĩa này là cái dĩa... Ủa, mình thường ta gọi cái dĩa hay cái đĩa ta? Heo đĩa. Cái đĩa này là đĩa Over Brembo. Bên này với Brembo Oversize. Brembo Oversize là cái Brembo, cái đĩa lớn nhất của Brembo. Không biết cái tên nó vậy thôi. Chứ không biết sao. Thì Jin luôn là 7 triệu mấy á. Chính hãng Rambo luôn. Ok. Trời ơi, chữ giỏi trời. Giờ thêm mắc một cái là cái lồng để CNC nè. Cái lồng này giờ để em coi lại coi nhiêu tiền. Nhìn nó đẹp ghê á. Nhìn đẹp. Của Nova nhìn đẹp thiệt. Đúng rồi. Thì anh em thông cảm thì tới cái món nào mà tôi để tôi biết chắc cái giá hơn để nói cho anh em biết, nhiều khi nó tầm bậy cũng không hay. Cái lồng CNC lõm 5 lỗ nè. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lỗ mà mày. 5 lỗ mà. 1 2 3 4 5. Ở trong kia không thấy là tôi tính 5 lỗ thôi. 5 lỗ là tính 5 lỗ ốc á. Thấy chưa, em biết mà. Tại vì cái này chỉ là trang trí chơi thôi. 5 lỗ á là bắt được xe, bắt cái dĩa 5 lỗ vô rồi của mấy chiếc 150 rồi đó là 5 lỗ, còn 135 là 4 lỗ như là ẹt vậy đó. Cái dĩa này là 1.5 triệu. Cái lồng đĩa, cái lồng CNC này là 1.5 triệu. Rồi tới cái bát CNC con heo nè. Bát này nghĩ chắc mắc nè. Cái bát này mắc à, 500 ngàn. Cũng được. Được, nói chung là giá nó rất ok. Nhìn nó chi tiết con lành mà.
Thì bây giờ thì cái thời đại bây giờ thì chuyên môn anh em nào cũng đi dây dầu bấm. Tại vì đi heo rồi đó anh Sang, rồi đi đĩa, rồi đi lồng đĩa đi, mà đi cái dây dầu zin thì nhìn nó sai quá đúng không? Không có hợp. Đúng rồi, đi nguyên cái dây dầu ơ thì nó gọn hơn nhiều luôn á. Bấm cái dây này là 1.4 triệu. Là nguyên công dây đó, người ta bấm sẵn vậy là 1.4 triệu thôi, mua vậy thôi. Dạ đúng rồi. Mình có thể bấm nhiều tiền hơn nữa. Do cái đầu bấm là cái khúc này nè. Càng nhiều thì càng mất càng tiền. Nhiều thì càng mất tiền. À. Càng nhiều thì càng đẹp. Nhiều khi mẫu em bấm lên tới trên đây luôn cũng được, khỏi đi cộng dây dầu. Là bé nhầy luôn á. Bé nhầy luôn. Thì tổng quan cái bánh trước không để em tính sơ sơ coi nhiêu nha. À. Cái này 7 triệu mấy nè. Cái này là 4 triệu mấy, là gần 5 triệu rồi nè. Cái này 500, cái này 1 triệu mấy, cái này 1 triệu mấy, hơn 10 rồi. Hơn 10 chắc hả? Ừ, còn niền công rồi chưa tính nữa đó. Chưa tính công cán làm nữa. Tâm huyết giọng nữa người. Đúng rồi. Mà nói luôn cái con heo này á anh Sang. Ừ. Mình đi cái ba cái tay đồ chơi này nè. À. Thì nó rất là dễ canh. Có sao ngộ vậy hả? Tại vì á, cái tay đồ chơi á, cái lực cái lực bóp của nó là công nhận nó nhẹ thiệt, nhưng mà cái lực cái đẩy dầu của nó nó rất là mạnh. Tại vì cái này là Costa Costa 17. 17 đó là cái số gì ta? Em nghe cái này em nghe người ta nói nha. Thí dụ 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14 là thuộc dạng như là cái tay zin. Là bóp theo cái lực của tay zin, còn mô tô phân khối lớn á là nó tầm 17, 18, 19. À. À, còn cái này 17 là nó thuộc hạng như là cái đầu bóp của mô tô. À, cái cỡ cái lực của mô tô. Cái lực đúng rồi. Nó là như vậy, à, anh hiểu rồi đúng không? Hiểu chứ. À, em phải tìm hiểu dữ lắm em mới biết, nhiều khi người ta nói vậy em cũng không biết gì. Mà em dễ nói là anh hiểu là anh hay hơn em mà. Trời ơi, đầu óc nhảy bé. Coi như em là đem cái kiến thức truyền lại thôi, rồi anh hiểu rồi, em không hiểu. Rồi như kiểu giờ truyền xong em quên luôn rồi đó. Biết gì đâu quên. Biết gì đâu mà nhớ. Rồi cái chữ đó phải nói nhớ rồi quên. Nhớ. Nhớ. Ok, thì em nhớ rồi. Ok. Em nhớ ra cái em hiểu liền. Trời ơi, còn phải nói nữa. Hiểu liền mà. Không biết hiểu đúng không thôi. Nha. Nó nhiều viên thấy ngu quá ta. Nó là ngu. Cái đó là dạng như không có tiếp thu được. Ừ. Chứ không phải là ngu. Đúng. Ngu là dạng là ngu học. Nói tại ngu. Thầy đó em đâu có đi học. Đúng rồi. Thì tính ra cũng mình cũng ngu luôn. Cũng ngu luôn. Nói hồi ngu quá ngu. Thì bánh đó là xong hết cái phần bánh đó. Bây giờ sẵn từ đây lên tới đây luôn. Mình nói cái phần tay này. Nãy giờ thì nói luôn phần này. À. Cái tay Costa 17 nè. Là bên đây hay bên đó? Bên đây. Trời thì nó có có xài có tàn rồi ha. À. Ừ. Sao 17. Có số 19 mà tao 19 mà trong đây ghi 17, đập 17 đi. Chủ xe ghi 17 mà. À ha. Ừ. Nó là cái giá của nó là 6.5 triệu. 6.5 triệu. Một cặp hay một tay này một ha? Tay. Ôi, mắc nè anh em bóp vô thử đi. Một miếng thôi là nó ăn này, nó ăn hết luôn rồi đó. Là nó lực cái lực nó cỡ vậy á. Còn mà mấy cái tay zin của mình á, bóp nhiều khi là nó vô tới trong. Thấy mồ nội luôn. Ờ. Không phải là vô tới trong tại vì mình canh dầu canh gió không tới nên nó sẽ không có đầy được cái con heo á anh Sang. Mình bóp thí dụ đêm đó mình bóp nó cứng vậy mà để qua đêm nó xì dầu xì hơi gì mình phải bóp sát vô mình lấy bóp quên nó sẽ lấy gió lại. Còn này cần là có lấy dầu lại. Đúng rồi, cái ngày bóp nhẹ cái là nó xịt liền. Yeah. đụng bóp cái ra liền. Bóp cái ra liền nhảy. Nhảy lắm. Rồi cái tay côn mày là cái không biết tiếng Anh. Đọc đi. Ray line. Cái cầm côn này là tầm 5 triệu. À, tức là cái cầm này cầm của Ray line, còn cái càng này nó là càng CGR. CGR. Đúng rồi. Phải liếu lưỡi luôn. Chỗ này cái côn này thì mình có thể chỉnh nặng nhẹ ở đây. Mình xả ra thì dặn cái núm đúng không? Côn nó sẽ rất là nhẹ. Tăng chỉnh thích cỡ nào thì chỉnh cỡ đó thôi. Ừ. Dặn hồi cứng rồi dặn hồi mềm. Đúng rồi. Còn cùm tăng một dây domino nè. Là 1.4 triệu. À, cái cùm không hả? Cái quãng đường dây ga nó rất là ngắn. À. Nè, có một chút xíu thôi. Là giúp cho mình là có nhiều dặn hết nhiều lẹ hơn. Đúng không? Rồi. Còn mà đi cái cùm zin thì nó một vòng trái đất luôn, nó vẫn chưa hết cùm ga. Nhiều khi dặn mày cái đây nè. Dặn không nghe xong. Có cái mình, tay phăng, mình dặn cái đó mình phải nghệ thuật. À. Nhận vậy cái lội cái tay mình lên nha. Là mình vừa nhìn thẳng được mà mình vừa chạy xe được. Đúng rồi. Chứ mình dặn mà mình quay đây là không được nha. Là chạy xe này nó như vậy á. Hiểu rồi. Ừ. Rồi cái bao tay.
Cái bao tay này nhiều khi chủ xe ghi lộn chính tả là thấy có chữ ả là không biết đọc sao vậy đó. A E T gì nè. Thua luôn. Nói chung bao tay này bao tay gì? A R E T E. A R E T E. Đúng rồi, là nó là 450. Cũng đẹp á. Đúng rồi. Còn bây giờ thì anh em hay đi cái cầm trái nè. Cái cầm này giống của Honda quá hả? Cầm này của Domino. Sao cho rành mà, rành đâu xe. Cái cầm Domino này á thì nó có nè, bassin ở trên nè. Nè, bật tắt đèn nè. Còn này là tắt mở đá pha đâu nè, kèn nè, với xi nhan. Cái cầm này là 1.7 triệu. Trời đất ơi, cái cầm đơn giản như 1.7 triệu thôi. Nói chung thì 1.7 triệu nó cũng xứng đáng cái giá của nó. Ví dụ bây giờ mình gắn một cái chợ sáng gì vô đi đúng không? Rồi mình cũng, nếu mà cái cầm zin của mình nó không có cái nút bassin này á, thì mình vẫn khoét lỗ và mình gắn cái nút tàu lao ha, ba láp gì đó vô. Thì cái tiền chế hay là cái tiền gắn nút nó cũng vậy à, còn mà nó còn thô nữa. Không bền. Đúng rồi, như vậy thì nó chả ăn hơn. Đúng không? Tuy giá 1.7 triệu nó hơi chua. Chua thiệt sự. Chua thiệt sự. Ủa cho cái nút đề nó nằm ở đâu tu? Xe 2 thầy đề đâu ra anh? Đó giờ đâu có chiếc 2 thầy nào đề đâu, trừ khi chế thêm thôi. Vẫn có đề nhưng mà chế, nhưng chiếc đặc biệt là 2 thầy là không bao giờ có đề. Chỉ cần bật chìa khóa lên là đạp thôi. Đạp thôi. Trời ơi, tôi hiểu xe dưới trời. Phục. Racing Boy. Y hết hết. Đầu xe rành mà. Phục ISS này là nó 2.6 triệu. Mà đặc biệt ISS thì nó nhúng thì êm lắm. Êm. Êm thiệt. Nói chung phục là nhúng cũng êm thôi, mà quan trọng cái độ bền nó như thế nào thôi. Đúng rồi. Như em thì nên phục zin. Mà cái này tự nhiên gắn cái phục bạc bạc là vô nhìn nó liền xe quá hả? Đúng rồi, tại nó liền với cái màu xe. Đúng rồi. Bên trong màu đỏ nhấn nhấn rồi. Chắc tại anh liền màu xe nên chủ xe không đi ô liền hoặc là đi trong. Đúng rồi, chứ nếu mà xe này màu xanh là đi trong rồi. Chắc luôn. Chắc ý xì. Heo sao. Heo sao là Fando Hybrid. Che đó lại đi. Đúng rồi. Không biết này không có che nữa hả? Nhìn cái muốn lép liều. Nhục máy vậy. Heo sao là heo Fando Hybrid. Thì nó sẽ gọn hơn cái con heo lần trước rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt nó thắng nó vẫn là ăn nha. Nhỏ hơn Hybrid mà nó gọn quá trời gọn hả? Đúng rồi. Mà sao nó nhỏ hơn Hybrid mà nó nhìn nó nhỏ hơn thiệt luôn ta? Thường thường 2 nó lớn hơn 4 mà. Tấp 2 á, nó sẽ cao hơn tấp 4. Cao hơn 2 bậc luôn á. Cái đó là xếp về game. Ừ. Còn xếp về cái trường thái mà xin tiền học á. Thì 4 bít nó vẫn hơn 2 bít. 4 nghìn nhiều hơn 2 nghìn. Đúng rồi. Nói vậy nãy, nói vậy hiểu rồi. Đúng rồi. Thì con heo sau này là nó giá của nó là 3.4 triệu. Hồi nãy trước là 4 triệu mấy hả? Đúng rồi, 3.4 triệu. Và cái bát CNC nè, rồi cái đĩa rồi là không có ghi tờ giá tiền thì em không có biết nên em sẽ không nói dễ sao là dễ gì em cũng không biết luôn. Nhưng mà nhìn cũng kỳ công lắm. Đúng rồi, nhìn nó cũng tờ tờ đem bò. Đúng rồi, lòng dễ học với cái niềm luôn. Còn cái bụng nè, nó sẵn đây nói luôn cái phần bô. Bô này thì nó nổ là hơi bị sướng tay. Nó giòn dữ lắm. Nhiều khi mà chạy chừng khoảng là 10 km hoặc là 15 km là tưởng tượng như là chạy 60 á. Có gì thích ghê vậy? Trời chứ sao, nó dạng như là bô tăng. Anh chưa hiện hiểu được cái định nghĩa bô tăng hả? Bô tăng là chạy chậm, nó âm chạy á. Đó nó nè. Bô gọi là bô mất dài. Xe chạy an toàn lắm nè. Bô nào cũng chạy 15-20 mà. Đúng rồi. Nhiều khi đi ngang công an mà thòng ga chạy từ từ nó cũng tưởng chạy nhanh, nó cũng hốt luôn. Đúng rồi. Hay quá. Cái bụng bô zin. Cái bụng là từ khúc này tới đây thôi nha. Còn cái lon là khác nữa. Lon này khúc dưới đây đúng không? Còn cái lon là chỉ phần này thôi, còn cái bụng này là 2.8 triệu. Mà cái xe này chỉ mua về gắn, tháo dài gắn vô thôi chứ đâu có chế đâu phô. Đúng rồi, cái bụng là 2.8 triệu, còn cái lon là lon Tiga. Tiga. Tiga carbon. Tiga carbon. Là Tiga nó carbon. 5 triệu. Là tính ra cái set bô này là 7 triệu mấy, gần 8 triệu rồi. Ghê là hại thiệt. Thì một lát em sẽ nổ máy cho anh em nghe cái này. Một phần cuối cùng trên chiếc xe này đó là một cái cây trợ lực Olin. Trợ lực Olin là bên đây. 120mm. Cái hành trình đó đúng không? Đúng rồi. Đây. Giá của nó là 7.2 triệu. Trời đất ơi. Mà nhìn nó dài quá ha. Nó dài thiệt. Nó dài mà
Nó vừa đủ, canh vừa đủ cổ. Nó dài mà, dài thiệt luôn á. Dài thiệt. Nó vừa ốm mà vừa dài. Ngon thiệt chứ. Ngon chứ. Lý liệu. Ác thiệt. Ok thì máy là chỉ là đi đầu lòng lợi ích là như là xe zin vậy á. Chỉ thay cái đầu lòng lợi ích vô là dạng như là nó kín hơn. Hoặc là cái trái của nó chắc hơn, hoặc là nó sao sao đó. Nói chung thì lúc trước em chơi hai thì á, thì cũng rất là nhiều người kêu em đi đầu lòng lợi ích, mà em cũng đã đi rồi. Và xe em đi luôn rồi. Bán luôn. Bán luôn. Rồi xong bình là bình BWK. Cái bình đệ hả? Bình xăng á. Cái bình xăng. Bình xăng á là BWK là nó là 2 triệu 2 ha. Ê nó là 3 triệu rưỡi. Còn cái lưỡi gà là lưỡi gà zin. Cái lưỡi gà anh xem biết nằm đâu không? Ngay chỗ dưới bình xăng á. Đúng rồi. Nó có cái như là cái chip xéo xéo á. Đúng rồi. Rồi nó nhét cái đó mới đưa cái họng xăng vô. Ok. Đó giờ em cũng chơi qua thì cái em cũng để ý mặc dù em không biết nó làm gì. Nghe nói là lấy gió hay gì đó. Mặc dù mình nói vậy thôi chứ mình đặt xem chưa biết nhìn nó ra sao mà. Ờ hai em nói xong em quên nó chỉ xéo xéo rồi nó làm sao ta. Thành dán lên sau quên ta. Nó là cái lưỡi gà đi. Anh em mà muốn biết cái lưỡi gà sao về cứ giặt gà ra coi lưỡi nó đi. Y chang ơi. Y chang. Vậy là lưỡi gà tre hay lưỡi gà nồi anh? Chắc gà ta. Gà ta không có ngon. Vậy ai xe nào muốn ngon này nữa ngưỡng gà nồi. Đúng rồi. Còn ngon nữa gà Mỹ. Đúng rồi. Siêu Mỹ nó càng ác. Thiếu liệu. IC là IC đấu. Vậy là tóm lại cái xe này gọi là xe đi cái bài gì tôi? Xe gì máy á. Đó. Vẫn là nó chưa phá rồi đó hả? Đi lòng zin của LS vô. À. Là cái trái của nó là tầm 56 trăm mấy. À. Chưa được 57. À. Lúc em nhớ em đi chuyến Nova em. Ừ. Rồi em đi cái lòng LS vô là nó chỉ mới 56 trăm mấy thôi. Rồi trừ khi chú thợ đó lên chừng mấy cốt nữa. À. Là nó mới lên được 57. Nói chung thì cũng hai không thị có lệch với con số zin lắm. Đúng rồi, hai thị mà nó zin là nó chạy cũng giữ ớn ăn lắm rồi. Đa số là chỉ đi lưỡi gà thôi là hết mất cà phòng với lửa bọng luôn. Đa số hai thị thì vô toàn là những món ăn chơi rồi thôi chứ không ai mà sổ trái bự á, tại vì sổ trái bự một phần á là khó canh. À. Hai là nó tốn thời gian rất là nhiều để làm đồ. Chỉ cần vô nè, một là bình BWK. Ừ. Tùy theo anh em đi, bình xăng có thể là bình trái tim. Bình trái tim là có bình trái tim đó hả? Có bình trái tim, bình bông mai. Ừ. Bình ấp trao, bình BWK mà bây giờ em thấy là nhiều nhất là BWK. Đang thịnh đúng tại không? Tại vì nó là dễ canh hay sao á. Ừ. Hoặc là cái số đo như là xe zin hoặc là 57 hay 59 gì á, BWK thì nó sẽ rất là ok cho cái khoảng đó. Còn à. Nhiều khi lên trái mà 62, 65 hoặc là 78, 90 gì đó thì mấy cái bình kia thì nó sẽ bự cái họng xăng hơn. Và nó sẽ dễ canh hơn là thôi nói chung là tùy theo cái mức độ của chiếc xe mà mình nên chọn cái bình đi á. Đúng rồi. Mà tùy theo thợ canh cái bình nào quen nữa. Nhớ hồi dối luôn trời. Đúng rồi, nó là như vậy. Thì xe này chỉ là xe zin thôi. Ngoài ra thì nó sẽ gắn thêm một cái cản titan. Này ngon ha. Đúng rồi. Nhìn cái xe là nhìn nó vừa cổ điển mà nó vừa hiện đại nữa tốt. Đúng rồi, nhìn là người ta dọn xe rất là cứng. Còn hồi kỳ em dọn chiếc Nova của em á, rất là em sẽ gỡ cái phần này em dục. À. Rồi em gỡ cái này em dục luôn. Cho nên nhìn xe xấu quắc luôn. Xấu đê tiện luôn. Em gỡ luôn cái chống đứng em dục luôn. Vậy là càng xấu luôn. Xấu ác luôn. Còn người ta để nguyên. Người ta chỉ thêm vô một cái món đó là cái ti cần số. À, cũng là titan luôn á. Titan là nhìn nó nhấn lên nguyên chiếc xe. Đúng rồi. Thì chủ xe này không có lạm dụng quá đồ titan. Đúng rồi. Nên nó nhìn chiếc xe nó cứng à. Nó vừa có cái nét zin của nó mà nó vừa có cái nét mà giòn của nó. Đúng rồi. Cái đặc biệt nó là nó đi cái chân zin luôn. Còn cái đầu đĩa chân á. Đúng rồi, nó rất là zin. Cái sự zin của nó thôi nó nói cái đó là nó ác thiệt luôn. Chụp xe này hả, vậy xe này là đời cao lắm rồi. Mà bây giờ em thấy á là anh em ít đi lệ ốc titan. Chuyển qua cái ốc tại vì bạc không? Mai mốt em sẽ làm một clip phân biệt giữa ốc titan nó có lợi như thế nào và ốc salaya nó có lợi như thế nào. Cái clip đó thì em sẽ không có gọi là đề cao quá ốc titan lên mà em hạ thấp ốc salaya, hoặc là em đề cao ốc salaya mà hạ thấp cái ốc titan. Cái đó là cái clip đó là theo cái quan điểm của em nhận xét thôi. À. Thì bây giờ thì xe em, tại vì xe em ở nhà em mới gắn full ốc salaya nên em cũng không thích titan cho mấy. Tại vì á,
Salaya 1 là nó dễ hơn gấp đôi tiền Titan nè. Ok. Nó thì nó cái thứ hai đó là nó sáng hơn ốc zin nè. Đó, rồi cái thứ ba là cho người ta nhìn vô biết là mình cũng có thể là đi được ốc kiểu nè. Đây là những con ốc Salaya. À, tức là nó có mức độ nó vừa đủ thu hút mà nó vừa đủ trầm tính đúng không? Đúng rồi. Quá nổi bật như là. Nếu mà full một chiếc xe 150MD á là nó tầm có cần nói giá không? Nói chứ cho mọi người tham khảo. Tầm 4 triệu đổ lại là full xe từ đầu tới đuôi luôn. Nó vậy nó đâu hơn Titan nhiều đâu không? Nó rẻ hơn Titan gần phân nửa tiền á. Thiệt luôn hả? Đúng rồi. Tại vì bây giờ em ví dụ nha. Ví dụ như một cái con ốc Titan mình cho nó trung bình là 30 ngàn đi. Hoặc là 35 ngàn, hoặc là 40 ngàn, hoặc là 20 ngàn gì đó thì em không biết. Cái đó là tùy chỗ thôi. Nó tầm 30 ngàn đi, còn con ốc Salaya thì nó tầm mười mấy ngàn. À, thì ra như vậy. Ok. Thì sau cái clip này em sẽ làm thẳng một cái clip về ốc Salaya cho anh em coi và anh em tham khảo thử là nên đi ốc nào cho nó hợp xe hơn. Còn phải nói nữa. Tại vì xe thôi, cái đó thì để clip sau đi em. Còn cái clip này thì bây giờ không nói nhiều nữa thì bây giờ sẽ nổ máy cho anh em nghe. Ok. Rất là giòn. Okay. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nếu thấy hay thì để lại một like một share. Mà anh em nào mà có một cái ý tưởng gì đó muốn làm, tôi muốn Tú làm về cái chiếc Nova này hoặc là làm phá hay là cái gì đó cái kiểu đó, thì anh em cứ comment đó đi là Tú sẽ xin chủ xe Tú làm, chứ còn nghe xe người ta Tú cũng không dám phá gì. Nói chung thì anh em mà muốn cái ý tưởng gì đó rất là gọi là hay ho Tú có thể làm được thì Tú sẽ làm với cái chiếc Nova này hoặc là các thứ ngoài đời khác cũng được. Nói chung thì có comment gì có gái cần Tú. Gái thì ví dụ bạn nữ nào mà có ý định mà quay clip cho mình á thì mình có thể tài trợ phòng ngủ, đồ ăn, đồ uống, thức ăn, áo mưa rồi có thể đi chờ mưa đặng mưa nó không có mưa giữa chừng. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Chào tạm biệt anh em. Yeah. Bye bye mọi người.